Theo dõi kỳ họp lần này, cử tri đánh giá cao và vui mừng trước những đổi mới mạnh mẽ, đồng thời bày tỏ tin tưởng Quốc hội và các đại biểu Quốc hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ tập thể, kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp, tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Sáng nay kỳ họp Quốc hội lần thứ 5, thì tôi là một cử tri thì cũng luôn theo dõi các cái kỳ họp của Quốc hội. Chúng ta đã biết chiến tranh Nga-Ukraine cũng như là đại dịch thì nó ảnh hưởng đến toàn cầu. Cho nên chúng ta phải từng bước là khắc phục, là chỉ đạo sát sao để coi như là kinh tế nó sẽ được phục hồi, người dân sẽ được hưởng lợi. Thì tôi mong muốn Quốc hội sẽ có cái chỉ đạo cho nó thật sát. Người dân rất quan nghênh mà đón chờ cái kỳ họp này, mà đặc biệt là cái luật đất đai đã đưa ra bàn thảo lần thứ hai, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người. Vì vậy tôi muốn là các đại biểu nên cân nhắc rất kỹ, nhất là chúng ta cũng phải làm cho nó hài hòa giữa ba lợi ích. Ba lợi ích là lợi ích nhà nước, lợi ích doanh nghiệp và lợi ích người dân. Có thể nói nghị quyết 38 của Quốc hội đã tạo điều kiện cho Thừa Thiên Huế để tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Hội đồng nhân dân Thừa Thiên Huế cũng phát huy trách nhiệm của mình trong việc cụ thể hóa các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh ủy để góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn Quốc hội cũng như cả Ủy ban Quốc hội đã quan tâm, đồng hành, hỗ trợ tạo điều kiện cho Thừa Thiên Huế tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo. Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị trấn EK hiện tại thì về cái chính sách về đất đai, chính sách về vay vốn và chính sách về nhà ở thì còn đang rất thực sự là rất là khó khăn. Tuy nhiên thì theo cái nghị quyết của Quốc hội thì ban hành các chính sách về dân tộc tôn giáo thì các cái tỷ lệ mục tiêu đề ra thì rất là cao. Tuy nhiên việc giải ngân rồi số vốn rót về thực tế thì rất còn hạn chế.